sẽ thưa quý vị khán giả, trong buổi chiều ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn các nghệ sĩ, cho nên là sắp xếp lịch cho nghệ sĩ hát trước. Trong lúc nghệ sĩ hát thì ban tổ chức sẽ sắp xếp đội hình để thi đấu chia làm hai bên và hai đội, với tinh thần là giao lưu giao hữu để ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt. Và hy vọng là tất cả tấm lòng của chúng ta sẽ cùng hướng về đồng bào miền Trung trong buổi chiều ngày hôm nay. Saka chuẩn bị nha. Saka sẽ là người mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, để cho nhà Xuyên sẽ mặc cái bộ đồ đó. Saka hôm nay thật là lưu À, xin mời anh em nào là cũ chân tình đó ạ. Để qua bên rồi anh mới biết anh được này. Hôm nay anh xếp luôn. À, xin mời anh em nào là chân tình đó. Hôm nay đứng qua bên này. Anh thắng đẹp là hết. 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 Bây giờ thủ môn của hai bên là có rồi. Bây giờ không cần bên là Hải Công An, một bên là Tuấn Sinh. Ok, hôm nay là chỉ vô. Đây là hello. Xin chào toàn thể tất cả quý vị đại biểu, quý vị mạnh thường quân, các cầu thủ, các vận động viên, các nghệ sĩ và đặc biệt là khán giả đã có mặt tại sân Huyền Nhiên trong buổi chiều ngắm ơi. Thưa quý vị, đúng ra thì trang phục không chỉnh tề cho nên thay đồ thi đấu làm MC luôn nha. Và bây giờ để hâm nóng không khí cho buổi chiều ngày hôm nay cũng như các khâu chuẩn bị được diễn ra một cách chu đáo. Đầu tiên là việc chia đội cho hai đội gồm có các cầu thủ tham gia trận đấu ngày hôm nay, và đặc biệt cảm ơn sự hiện của tất cả quý vị khán giả có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn, và lời nói đầu tiên thì cho phép Thi Giang và Đình Hiếu xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Rất là nhiều, cho nên Sơn cũng kêu gọi tất cả rồi phần hôm nay ta có gì để ủng hộ cái đó, chút tấm lòng cũng được, 1.000, 2.000 đồng cũng được, đó là tấm lòng để mà đi góp để cho tập vào. Và Thi Giang thì cũng xin được kính chúc cho anh sẽ có những còn bây giờ thì chúng tôi xin mời anh Nguyễn Văn Sang đại diện công ty điện tử Xuân Giang và là tiểu ban tổ chức của chương trình ngày hôm nay có lời chia sẻ về một đức tính nghĩa sinh động của bạn. Lời đầu tiên cho phép tôi được thay mặt công ty điện tử Xuân Giang xin gửi lời cảm ơn rất là chân tình đến với tất cả các anh em cầu thủ, tất cả các anh chị em nghệ sĩ và rất là đông đảo khán giả có mặt trong trận bóng đá giao hữu giữa hai đội. Lời cuối thì xin chúc tất cả thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin giúp lời. Xin cảm ơn anh Nguyễn Thanh Giang, giám đốc công ty điện tử Xuyên Giang. Thưa quý vị, và để có được sự thành công thì chúng ta phải có sự đóng góp, sự tài trợ từ những bạn thường quân. Và bây giờ đây thì cho phép Thi Giang được trân trọng kính mời lên sân khấu những mạnh thường quân đã đóng góp cho chương trình của chúng ta, để chúng ta có được một chương trình ý nghĩa như thế này để cùng hướng về phía các mạnh thường quân gửi đến. Em nhờ các anh chị cầu thủ đứng đây để mình chụp hình cùng các mạnh thường quân tí luôn các anh chị nghệ sĩ. Vâng ạ, và cho phép tôi được trân trọng kính mời các mạnh thường quân sau đây. Thứ nhất là đại diện công ty Anh Duy Nguyễn. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Hà Phong. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần cơ điện Toàn Cầu. Xin được trân trọng kính mời đại diện cơ sở sản xuất biến áp Tuyết Mai. Xin được trân trọng
kính mời đại diện công ty xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Nam Tăng. Xin được trân trọng kính mời đại diện cơ sở sản xuất thùng loa Ngược Lực. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty thương mại dịch vụ SSL Pro. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty xây dựng Nghĩa Nhân. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Canico. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Alconatic. Và xin được trân trọng kính mời đại diện công ty đại dương Electronic. Em mời các anh đứng lại để mình được chụp mình chụp chụp phía Mạnh Thường Quân đó. À, xin mời đội hình mình đã đặt luôn nha. Các bạn Thường Quân lên đây cao bản ở phía trước thì cũng là xin mời. Rồi. Các bạn xin được trân trọng kính mời các Mạnh Thường Quân sẽ lên sân khấu và chúng ta sẽ chụp lại những tấm ảnh lưu niệm cùng với hai đội bóng ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty Anh Duy Nguyễn, công ty Hà Phong, công ty cổ phần cơ điện toàn cầu, cơ sở sản xuất biến áp Tuyết Mai, công ty CXF, công ty Nam Bang, cơ sở sản xuất thùng loa Ngược Lực, công ty thương mại dịch vụ SSL Pro, công ty xây dựng Nghĩa Nhân, công ty Fedico, công ty Alconatic và công ty đại dương Electronic. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời ạ. Rồi ạ, xin mời anh Nguyễn Thanh Sang, xin mời anh Lâm Vũ đứng ở phía trước để nhận những tấm bảng của các đơn vị. Rồi, xin mời xuống đây chào mọi người. Đứng ở phía trước. Xin mời anh nè. Không sao đâu, mình chụp phim mà. Vâng, thưa quý vị, và ngoài các Mạnh Thường Quân của chúng ta thì chương trình luôn luôn nhận đóng góp của tất cả quý vị qua hai hình thức mà lúc nãy chúng tôi đã thông báo. Thứ nhất là trực tiếp vượt vào của thôn. Xin mời anh Hoàng Sơn xuống dưới luôn, Hoàng Sơn xuống dưới luôn. Và thứ hai là gửi qua tài khoản của ca sĩ Lương Vũ. Lên Nam Phước lên xem chưa lên. Rồi mấy anh em ngồi phía sau anh Cao Minh Đạt, anh Cao Minh Đạt bước lên nhận lương lên Cao Minh Đạt. À, Tấn Trường lên luôn, tại em lên hỗ trợ luôn. Rồi, mấy anh em lên đi. Xin được cảm ơn sự đồng hành của những Mạnh Thường Quân trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta dành một tràng pháo tay cảm ơn sự hiện diện của tất cả chúng ta cũng như sự hỗ trợ đóng góp của chung sức của tất cả mọi đơn vị đến với chương trình ngày hôm nay. Con gái chụp đi ra để cho chúng tôi xu dân hỗ trợ cho việc tháo rác sân khấu này. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những nghệ sĩ sẽ tham gia thi đấu ngày hôm nay. Đó chính là nghệ sĩ Hoàng Sơn, Long Đẹp Trai, Cao Minh Đạt, Đình Hiếu, Quách Ngọc Tuyên, Lê Nam, Duy Phước, Lâm Vũ, Lâm Hùng, Hồ Việt Trung, Lương Gia Huy, Tuấn Hiệp, Thanh Duy, Dương Nhất Linh, Trương Lộc, Khánh Trung, Khánh Đơn, Thanh Tân, Lê Trọng Truyền Tuyền, thưa quý vị. Còn bây giờ thì để trận đấu diễn ra, xin mời khán giả chúng ta về khu vực vị trí ổn định của mình để an toàn. Các bạn nhỏ chúng ta không.
em chờ 5 phút để có cái hình ảnh tốt nhất là 5 phút nào, 5 phút nữa. Chương trình số 1 thể thao thân mến, xin chào mừng các bạn đến với hình ảnh đường tại sân bóng đá gì nhân ngày hôm nay quận 12. Để trước mặt chúng ta là trận đấu giao hữu, Thiên Nguyên ủng hộ khu vực miền Trung hiện nay đang gánh chịu về bão lũ để ngày hôm nay với những ngôi sao của làng giải trí Việt đối đầu với những ngôi sao là những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam đối đầu với nhau trong một trận đấu từ thiện. Đây là những gì mà hình ảnh tốt đẹp nhất và ekip chuyên nghiệp bóng đá của chúng tôi trực tiếp trên máy bay chúng tôi. Xin mời các bạn cùng đón theo dõi trận đấu này với những gì mà những người làm chương trình đã hết nỗ lực bằng những tâm huyết của mình để có ngày này có sự có mặt của những ngôi sao xuất sắc nhất của những con người Việt Nam của chúng ta. Và ngày này với tình thương lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách, một quỹ từ thiện ủng hộ cho những người mà hiện nay đang gánh chịu tại khu vực miền Trung lũ lụt. Đó là một tình cảm yêu thương, một tình cảm gắn bó để tất cả chúng ta chung tay vào một trận đấu từ thiện này. Cuộc đối đầu giữa hai đội đó là FC Trần Tình và các cầu thủ đến từ FC Suyang ngày hôm nay sẽ là một cuộc đối đầu bùng nổ. Để quý vị hoàn thiện theo dõi, xin mời các bạn nghe giới thiệu đội hình ra sân của cả hai đối với nhau sau. Hôm nay là một đội hình quá nhiều cầu thủ. Và để các bạn tiền theo dõi, xin mời các bạn nghe giới thiệu đội hình của các thủ đến từ Suyang. Tiền đạo số 11 Anh Đức, các cầu thủ số 9 Bình Hiếu, số 5 Jackson Vũ, số 11